Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình vừa mới nhận được một cái đoạn nòng pháo 105 mà một bạn vẫn đã gửi cho mình. Và bây giờ thì mình sẽ thử đập hộp cái này ra xem là cái mẩu nòng pháo này nó như thế nào. Và bạn ấy đang làm gửi để rèn một con dao mèo hoa, mông hoa. Gói khá là kỹ. Mình sẽ đặt tặng đây. Nói qua rất nhiều lớp, vừa lớp túi bóng này, có cả lớp vải này, rất là cẩn thận. Ok, bạn ấy gửi cho mình hai cục. Mỗi cục này chắc rơi vào tầm 5 lạng. Đây, nòng pháo 105. Cái này rèn sẽ khá là khó này, không phải dễ đâu. Thì mỗi cục này như là, xem là bao nhiêu cân này. Mỗi cục này hình như gần 1 cân, 7 lạng thì phải. Đây, nòng pháo này. Khá là to, lúc đầu chắc là nó như thế này. Nó như thế này, chắc lúc đầu là như thế này đây. Đấy, bạn ấy lấy khò hơi, bạn ấy khò. Đấy, đây là một đoạn nòng pháo nhá. Nòng pháo 105. Và bây giờ thì thép nòng pháo này, bây giờ mình sẽ thử đi rèn xem, đi thử thép trước xem là có làm được không. Làm thì sau đó sẽ làm một con mèo mông. Mời các bạn hãy theo dõi clip của mình và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé.
đây là phương pháp. Vâng, không chun không phân niềm gì có giá trị gì. Thank you.
tôi làm một lần này chứ. Chưa chủ. Hả? Chưa. Mình bây giờ đã hoàn thành xong cái con dao làm bằng cái nòng pháo 105 của Mỹ này. Cán vỏ làm bằng gỗ măn và có chắn. Loại này thì mình thấy rằng là nó dỉ ở mức bình thường. Khi nhúng vào nước thì nó để một thời gian thì nó có chuyển sang lấm chấm vàng. Tức là nó có dỉ. Tuy nhiên thì nó dỉ ít hơn nhíp và một số loại thép khác. Và nó thứ nhất, thứ hai nữa là nó có cái cảm giác nó cho sắc. Và nó sắc và bén như kiểu là mảnh bom nhưng mà cứng hơn. Đấy, con này thì theo như yêu cầu của anh ấy làm thì mình hạn lưỡi mỏng. Đấy, và sống thì để khoảng 5 ly rưỡi như thế này thôi. Đấy, dài khoảng 25 cm. Thì nhỏ gọn và đi chặt cây cho nó bám, cho nó ngọt ấy. Hạ lưỡi mỏng một chút để chặt cây cho nó bén. Đấy. Về khả năng giữ cạnh của nó thì con này khi mà tôi đạt đúng độ ấy, thì nó giữ cạnh rất là tốt. Các bạn thể thấy là mình chặt với khúc gỗ nghiến của mình. Đây, giữ cạnh đây. Không hề bị quăn hay là bị mẻ gì nhá. Các bạn để xem. Không quăn và không mẻ luôn. Cái quan trọng là muốn mài bén được thì các bạn mài kỹ với đá nước thôi. Càng mài lâu càng sắc. Loại này mình thì tôi khá là cao. Tôi cao hơn những cái loại thép khác bởi vì mình thấy có một điều là những cái loại thép thuộc về bên thép chiến tranh ấy, thép của quân sự ấy thì mặc dù có thể là nó cứng hơn nhưng mà tôi lúc nào nó cũng phải tôi cao hơn những loại thép khác. Mình thấy một điều là như vậy và các bác thợ khi làm thì cũng nói như thế. Đấy. Đây là con dao làm từ thép nòng 105. Rất là ok, phù hợp với các bạn đi chơi, đi rừng, chặt và thích sưu tầm các loại thép đặc biệt và hiếm ít. Có lẽ con này mình có thể nói con này có lẽ là con đầu tiên làm bằng thép nòng pháo 105 nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau.